Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì lúc mà tụi con đi ra chỗ lấy xe thì có một con chó rất là to ngay chỗ lấy xe đó. Anh này thì anh ga lăng, anh mới kiểu như là anh để anh dắt tụi em qua. Thì nhóm con qua trước thì con là người cuối cùng. Thì con chào anh, cảm ơn. Thì cho tới sau này con mới biết là anh sợ chó. Con thấy anh hơi giống Chú Đê. Nếu mà bác không cho con cưới Ngọc thì giờ con không biết cái bầu làm sao nữa. Nói thẳng luôn. Mỗi lần mà tụi con có chiến tranh với nhau, gây lộn với nhau thì anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với con hết. Anh sẽ chọn cách là im lặng và đi lau nhà. Nhà con lúc nào cũng sạch. Kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào cô Hồng Vân, chào chú Thuận. Dạ, con tên là Huyền Ngọc. Năm nay con 32 tuổi và con đang làm ca sĩ. Dạ, nghệ danh của con là Nancy. Đó, Nancy. Ngoài làm ca sĩ ra thì con là diễn viên lồng tiếng. Ở nhà có bán ốc online nữa. Trời ơi, ốc kìa. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Thuận. Con tên là Hoàng Tú. Nghề của con là ca sĩ tự do. Nghệ danh luôn. Nghệ danh của con là Kiun. Rồi Kiun còn làm gì nữa? Dạ, ngồi hát thì con cũng sáng tác với lại phụ vợ bán ốc. Cưng lắm. Cái cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau? Và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên là đi hát ở Sài Gòn. Hôm đó là con hát trước. Nhóm con là ba nữ. Thì nhóm của chồng con là hai nam. Lúc đó tụi con chưa có hát chung với nhau. Thì con vô thì con cũng nhìn thấy hai anh này đứng ở trong cánh gà. Lúc đó ấn tượng con không có nhiều gì về anh này. Thì có một dối lòng không? Dạ thì con không có gì ấn tượng với anh này hết. Thì lúc mà tụi con đi ra chỗ lấy xe thì có một con chó rất là to ngay chỗ lấy xe đó. Anh này thì anh ga lăng, anh mới kiểu như là anh để anh dắt tụi em qua. Thì nhóm con qua trước thì con là người cuối cùng. Thì con chào anh, cảm ơn. Thì cho tới sau này con mới biết là anh sợ chó. Trời ơi, con cũng dạy gái dạy mỹ nhân tới cái mức mà con sẵn sàng hy sinh luôn á. Ôi, lý do gì? Em đoán ngay chắc là để ý bé Nancy á, đúng không? Cuối là em mới nhìn thấy, ủa con này xinh xinh ta. Cái nào nghĩ qua, sợ chó một xíu. Thôi kệ, dắt đại qua đi chứ biết sao giờ. Mà con có nghĩ là đang đi con chó nó tập con cái rồi sao? Cũng hơi sợ á. Nhưng mà lỡ rồi bây giờ dắt luôn sao vậy? Sau đó thì sao? Sau đó mà thì cũng không có liên lạc gì với nhau cho tới khoảng một tháng sau tụi con mới cùng một show nữa với nhau ở Sa Đéc. Đó là ngày mà tụi con bắt đầu có tình cảm với nhau nhiều hơn. Với là tụi con được xếp ở chung một phòng để tối diễn, để thay đồ này nọ. Con thấy anh hơi giống BD. Anh ngồi mà anh, lúc anh đang ngồi dưới đất nhưng mà anh ngồi chéo qua một bên vậy. Xong rồi anh xếp đồ rồi anh gọn tới cái mức mà ngăn nắp ra từng ly từng tí, sai một chút xíu cũng không được. Xong rồi ngồi make up, là make up thì bình thường không nói đi, nhưng mà kiểu như cái cách anh make up rất là mắc cười luôn á. Tới tối đi diễn thì anh lên sân khấu anh lại rất là men, rất là thần thái luôn cô chú. Con rất là bị cuốn luôn. Dạ, con nhìn anh hoài, nhìn anh diễn hoài, anh diễn ba bài là con nhìn hết ba bài. Cái lúc mà con ngồi con quá trang vậy đó, con có biết là có một người đang nghía con không? Con biết đâu, tại nhìn gương nghía. Đừng nhìn chắc là Tú đã để ý bạn này từ lúc mà trước rồi. Rồi xong sao nữa con Tú? Sau đó là lúc con có nhìn bé này hát ở trên sân khấu không? Có nhìn mê với ta, mình cũng mê kiểu hay gì ta. Chà, có nhìn gặp đúng đối tượng nha. Sau đêm đó là về sẽ nhắn tin tìm nhau đổi với nhau đúng không? Tối hôm đó tụi con còn đi ăn nữa. Đi ăn. Con mới rủ hai anh đi nhậu với nhóm em. Hai anh này không ai biết uống luôn. Lúc thời điểm đó hai ảnh đang idol của Bingo, idol rất là đào hoa luôn. Thì ảnh nói là bây giờ anh phải like rồi. Cái con cũng đi ra đi vô, con kêu hoài thôi đi nhậu tụi em chút xíu đi, ngồi đó like cũng được mà. Xong rồi cũng đi. Đi xong rồi có chơi trò chơi với nhau, con có người yêu chưa? Xong rồi con nói yêu bao nhiêu người rồi, anh cứ hỏi tới. Thì hai đứa lúc mà ngồi nhậu thì cũng nghĩ nhau rồi, nhìn nhau ngồi đối diện á cô thì cũng gu đó, đây cũng gu đó. Rồi đi xong rồi cái bữa đó ngủ lại thì chưa có chuyện gì xảy ra hết. Tới ngày hôm sau tụi con đi về lại Sài Gòn, đi cùng xe về Sài Gòn. Anh ngồi trên xe, anh ngồi cái bên anh cứ hôn má con hoài. Mà con cũng để yên chứ con xét lắm rồi, xét lắm sao đi nữa. Lúc đầu con cũng giật mình, anh làm gì vậy? Cái anh cũng mắc cỡ nói đâu có gì đâu. Xong rồi cái anh thì con không biết tại sao con cũng để yên cho hùng thì đó thì cũng con biết câu trả lời rồi. Khi mà tụi con quen nhau thì hai người chỉ là giống như là phía sau luôn có những cái dự phòng.
cả hai đều như là vậy. Sao là sao dự phòng là sao? Không có tin đó phải không? Dạ, hai đứa đều nghĩ là không có tới với nhau được bao lâu, cho nên là phía sau người ta theo đuổi con vẫn để cho theo đuổi. Con ảnh cũng vậy. Nhưng mà đến khi nào thì các con dẹp hết mấy cục sạc dự phòng đó qua, bỏ hết để mà chính thức đến với nhau? Khi mà tụi con chắc tầm khoảng một tháng tụi con quen nhau thì tụi con cảm thấy là con cũng có tình cảm với anh này thiệt. Nhưng mà con lại ảnh lại có quá nhiều cục sạc đi. Thì con phải tìm cách làm sao để cho người ta biết là ảnh đã có chủ. Có một chuyện làm cho tình cảm của tụi con trở nên giảm đi nhiều là hai cái chị mà trong nhóm của con á không thích con, tới với ông này thấy con bắt đầu có tình cảm thì nó là đào hoa, thấy đào hoa nó không ổn đâu, đừng có sâu đậm quá. Hai bà bắt đầu điều tra, phát hiện ra là trong một mối quan hệ mập mờ là cả hai người đều không công khai mối quan hệ đó mà để cho Mạnh Ai có thể đi thoải mái với nhau song song với con luôn. Dạ, là người đó cũng biết ảnh đang quen với con luôn. Bữa đó là con đang đi diễn ở Đồng Tháp thì con mới lóc cái Facebook ổng luôn, con không nói, không hỏi gì hết, con lóc luôn. Tại vì con cũng nghi là có một cái gì đó không ổn, con cũng hỏi rồi, ảnh nói là không có đâu, không có đâu. Cái ảnh mới tìm mọi cách để liên lạc với con. Con tới Đồng Tháp khoảng chừng 1-2 tiếng sau là ảnh có mặt ở Đồng Tháp. Con đá hai bàn tay cái ảnh mới quỳ xuống. Ảnh năn nỉ con, nói là không bao giờ có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không làm cho em buồn. Đại khái thì những lời hứa của đàn ông đó con. Con mới thôi mẹ em những gì vậy? Nhưng mà anh mặt cuối cùng là nó ở lại phòng con đúng không? Không, ở phòng con của con về phòng, nghĩa là con vẫn cứ kiên quyết về phòng của mình. Vậy gì về phòng làm con? Nhưng mà cũng có một chút mũi lòng đúng không? Dạ đúng, tại lúc đó con cũng thương nữa. Sau khi dẹp cái vụ đó, ngày đứa chính thức đến với nhau thì có cưới nhau sớm không? Sau ngày hôm đó là anh dọn đồ, anh thuê một cái nhà ngay gần nhà con luôn. Anh qua bên đó anh ở thì anh nói là cho tiện em qua lại. Thì lúc đó con cũng đang giận, nói em đâu có muốn qua đâu. Cái tự nhiên dọn là mọi cách người mọi cách luôn, thuê nhà luôn nữa. Bác sĩ kêu cưới. Dọn về ở gần, cho nên là mới có em bé đúng không? Lúc mà vợ con báo là nó có thai đó, lúc ấy con sao, cảm giác con sao? Chùa lúc đó bùm, nghe bùm sau lưng mình đi. Ủa đang thay đổi sự nghiệp, nhiều thứ mình chưa làm xong luôn, cái giờ gặp gia đình sớm vậy ta? Phải gọi điện về cho ba mẹ con chứ. Rồi ba mẹ không, ba mẹ sao? Ba mẹ con vui lắm. Tức là ba mẹ mừng. Con vui vẻ, không làm gì làm mà nghĩ. Mẹ con thì sao? Đi qua nhà con gặp mẹ con nói chuyện thì anh ngồi như một con cún con, ngồi khép nép mình. Anh cũng nói dạ con cũng tới hỏi cưới Ngọc. Thì mẹ con đọc phản liền. Không có cưới. Con lấy hết can đảm, tại trước giờ con đâu có gặp cái tình huống gì đâu. Nếu mà bác không cho con cưới Ngọc thì giờ con không biết cái bầu này sao. Giờ con không biết cái bầu này sao. Nói chẳng luôn. Mẹ con trợn mắt lên. Là sao? Xong quay qua hỏi con là sao, lúc đó con cũng sợ nữa. Mẹ con lúc đó không có thích, kiểu như là nó suy nghĩ kỹ lại đi. Mấy con nói giờ có em bé rồi suy nghĩ sao nữa mẹ. Thì nó cũng nên suy nghĩ đi, về suy nghĩ đi rồi hãy quyết định thêm một lần nữa. Đại khái là nó hai tụi con phải lo cho sự nghiệp nhiều hơn đã. Anh khóc, mẹ con bỏ lên lầu. Em ngồi dưới đó anh khóc, khóc như một đứa nít luôn, khóc tức tưởi luôn. Anh mới nắm tay con, anh nói là dù cho gia đình em không chịu, anh vẫn sẽ cưới em, bằng mọi cách anh cũng sẽ cưới em cho bằng được. Rồi con nghe câu đó xong là con xì luôn. Cảm thấy trời ơi, một nửa của mình đây rồi đúng không? Rồi xong cuối cùng là mẹ có sau mẹ đó có đồng ý không? Đồng ý không? Mẹ có đồng ý. Dạ đồng ý. Dạ sau đó mẹ đồng ý. Thì con mới báo cho anh biết, anh rất là vui. Là cái lúc đó là mẹ chỉ là hơi lẩy á, với lại hơi bị sốc á. Dạ đúng rồi. Cho nên là mẹ không thể đưa ra một cái quyết định là đồng ý hay là không đồng ý. Dạ. Mà bỏ đi như vậy để lên lầu ngồi tĩnh tâm đó con. Như vậy là vui vẻ rồi ha. Dạ. Hai đứa cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 2 năm. Cũng có tật xấu gì lòi ra không nè? Đó cái này vui nè, cái này vui nè con. Ai kể trước? Em nữa hả? Em bị trước luôn. Cái tật xấu đầu tiên là nói nhanh đó cô chú. Nói nhanh, lúc mà con mới quen con không nghe được ông nói gì luôn. Nói nhanh tới cái mức mà nếu như con không nghe kịp câu đó là con không có cơ hội nghe lại luôn. Anh đang trong toilet đi. Con ở ngoài. Anh nhờ em ơi, anh nói gì vậy? Không gì, để anh tự làm luôn cho. Bé gái nó có hiểu con nói gì không? Dạ hiểu hả? Ba. Một cái nữa là mỗi lần mà tụi con có chiến tranh với nhau, gây lộn với nhau thì anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với con hết. Anh sẽ chọn cách là im lặng và đi lau nhà. Nhà con lúc nào cũng sạch. Ôi dễ thương mà. Chiến nhiều quá đúng không? Dạ, cái này thật dễ thương con ơi. Mà không có lau bằng cây, lau bằng tay không à. Giống như nhà những cái bụng mình. Dạ. Lau bằng tay có khăn lau mới sạch đúng không? Như vậy là chắc cái gạch hàng nhà con chắc nó bóng. Dạ đúng, ngày nào cũng mấy phút tại lau liền. Ra là nội trợ là chồng con làm hết. Tất cả là con làm hết. Dạ. Ôi giỏi quá vậy ta. Giờ con chỉ có bày thôi. Rồi giờ tới con đó. Kion. Thật xấu là rất là bày luôn. Cực kỳ bày luôn. Là bừa bộn đúng không? Con phải đi theo sang dọn luôn. Thí dụ bà bày cái gì?
ăn uống không rửa chén nè, quần áo đi diễn về quăng nơi này nơi, mỗi lần đi kiếm cũng hơi khó. Con phải đi lụm hả? Dạ, đi lụm hốt quét rồi cho nó gọn gàng lại. Nói chung là con rất là gọn gàng. Ừ, trong nhà rất là gọn gàng. Ừ, rồi bày ra con dọn, bày ra con dọn. Cái gì rồi nữa là sao ta hay lớn tiếng với chồng. À, không biết con sao nữa mà mỗi lần mà giỡn lớn tiếng á, một là con đi leo nhà, còn hai mà nặng nữa là lên sân thượng mà kêu rúm rúm là con đứng khóc mình. Kiểu vậy á. À, tâm sự chính bản thân. Dạ, khóc thầm. Thêm một cái tính cách nữa. Tính cách nữa vô đáng yêu quá. Cái cặp này cũng mấy mời nó vô một cái bộ phim luôn cho đầu đó thì. Có đáng yêu gì đâu. Rồi tiếp tục đi con. Tại chắc nhiều đó rồi. Ít vậy. Con mong vợ con thay đổi điều gì? Nói chung là em phải gọn gàng hơn xíu nữa để anh đỡ cực hơn. Hồi ăn xong cái đầu giống như anh đang phụ em rửa thì em vô rửa chén. Đúng không? Nó sẽ nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Con chăm sóc được con nữa, đúng không? Tức là chia sẻ với nhau trong công việc nhà. Dạ đúng rồi, chia sẻ. À, bớt lớn tiếng với anh xíu là được. Ừ, thì xíu đi. Không sao đâu. Thấy thương quá, thiệt tình luôn á. Sao con cũng được không? Chứ cô thấy nhìn nó là cô muốn rơm rớm rồi đó. Con la xong thì con cũng thấy ân hận lắm. Nhưng mà có nhiều khi anh làm cho con bực mình thiệt. Cô hiểu rồi, dạ. Hai đứa hay mâu thuẫn ở cái vấn đề dạy con đúng không? Dạ, đúng rồi. Hai đứa ngồi bàn với nhau theo một cái đường hướng sao mà trao quyền đó con, một người đấm một người xoa. Dạ. Đó để mà đừng gây lộn, hai đứa tụi con đáng yêu quá trời luôn à. Ừ. Rồi, rất là cảm ơn hai con đã đến đây chia sẻ một cái câu chuyện về gia đình rất là thú vị, tràn ngập tiếng cười. Mong rằng là chú sẽ gặp hai đứa trong một cái dự án sắp tới của chú. Dạ. Con cảm ơn chú. Trời. Giờ em mà kiểu như dạng mới thức tình á, ngồi nói được vài câu rồi toàn mình nói không à. Tại em tính em nói đàn ông, em không nói nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên gặp anh lại ngoài đời thì cưng thấy thì sao? Em nói, ủa sao lùng vậy? Ủa sao lùng vậy? Con em ra, xong rồi đi nhậu với mấy đối tác gì đó. Nhậu xong là nằm gục tại bàn luôn. Kêu em tới em vô em kiếm đi. Cái chạy vô rồi thấy chèm bẹp luôn. Chèm bẹp luôn. Mà phải khiên ra, và tôi khiên không nổi. Con bảo vệ nó mới chạy ra xách cái ghế cho ngồi lên, khiên ra tới taxi một cái là bỏ xuống cái là gãy cái ghế luôn. Quý vị, và bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai. Rồi. Chào, xin chào. Chào cô Hồng Vân với lại chú. Rồi, ngồi đi, dạ. Hợp không? Dạ không. Hả? Có hợp không chú đây? Dạ có. Có hơi đúng không? Dạ đúng rồi. Hít không. Sâu, thở ra. Rồi hết hồi hộp. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ con là tên là Linh, con là gốc ở Nha Trang. À, con vô Bình Dương, con làm việc xong rồi gặp anh này giờ về Sài Gòn ở luôn. Con năm nay 30 tuổi, công việc con là kinh doanh spa. Chào chú Thuận với chị Hồng Vân. Em tên là Xuân Sơn, năm nay em 36 tuổi, nghề nghiệp là tài xế xe tải. À, dạ, nhưng mà sao mà cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng nàng thì ở Bình Dương, còn chàng thì ở thành phố Hồ Chí Minh rồi lại gặp nhau? Dạ, quen trên Facebook. Ngay lúc dịch luôn á, là nhóm dịch cũng nguyên anh, xong rồi lúc đó đang giận chia tay, xong rồi buồn mới lên đó lướt á, xong rồi anh này tự nhiên lướt lên anh này, thấy anh này anh đeo kiến thì cũng vui, cũng mình là thích bụng bự cho nên là thấy anh bụng bự mà lùng trục. Em tin lại mà đợt đó là đúng vào dịch á, là nhóm dịch là không có quán xá nào mở hết. Xong là ra lúc đó hẹn á là... Lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì sao? Hồi đó kiểu như giờ em là kiểu như dạng mới thức tình á. Ngồi nói được vài câu rồi toàn mình nói không à. Tại em tính em nói đàn ông, em không nói nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên gặp anh lại ngoài đời thì cưng thấy thì sao? Em nói, ủa sao lùng vậy? Ủa sao lùng vậy? Kiểu mình cũng thích cái gu của Linh là lùng mà. Dạ, nhưng mà em hiểu rồi. Nghĩ là lên đời nó lùng như vậy. Dạ. Nhưng mà bù được cái là cái bụng bự. Em thích bụng bự. Rất nhiều phụ nữ thích bụng bự. Chị nói thiệt luôn á. Đúng rồi, sáu muối chị đã ngắm thôi. Trong rồi lần thứ hai đi ở dưới Bình Dương á. Còn dịch không? Con vẫn còn luôn. À, dịch mà vẫn đi dữ vậy ha. Dạ đi. Ở đó đợt quen dịch. Quen dịch nè, cưới cũng dịch. Con sanh ra cũng dịch luôn. Bác Bình Dương mẹ? Sao nè? Lần thứ nhì là đi xuống công viên ở chỗ Bạch Đằng, ở chỗ Bình Dương Thủ Dầu Một á. Xong rồi thấy buồn á, đứng ngay chỗ lan can ấy, nhìn ra bờ sông á. Mình chạy lại mình cũng chủ động, mình nắm tay đồ này nọ á. Là cái thấy dần cũng ngã vô rồi mình chịu luôn. Đó là lần thứ hai. Nắm tay xong rồi ngã cái đầu vô. Dạ đúng rồi. Dai. Mắc mới gì từ ngã vô dai vậy? Buồn á. Em là em kiểu khóc trong lòng nhưng em không khóc ra nước mắt được. Quen có 4 tháng là em cưới, tại vì xa quá.
nhà em từ Sài Gòn mà lên kia, cái em nói đánh nhanh thắng nhanh với kiểu này. Mệt mỏi đúng không? Mệt mỏi, từ, từ Bình Dương chạy lên Sài Gòn chơi xong ngược về Bình Dương xong lại ngược về nhà mình. Nó đi 4 quận xa quá, kiểu này hao lắm. Rồi rồi sao 3 tháng đó? Là cưới, 3 tháng là cưới kìa. Có rủ đi, có đó, có rủ đi. Cái lần thứ tư á là bắt đầu bất mãn luôn. Hẹn em ra, xong rồi đi nhậu với mấy đối tác gì đó. Nhậu xong là nằm gục tại bàn luôn. Cổ hả? À, nằm gục tại bàn luôn. Mà xong rồi chạy vô nhà xin xin ói. Kêu em tới em vô em kiếm đi. Cái chạy vô là thấy chèm bẹp luôn. Chèm bẹp luôn. Mà phải khiêng ra. Mà hồi đó bà bự lắm, bà không phải nhon gì đâu. Bà to quá đúng không? Không phải, bà to quá khiêng không nổi. Em bảo vệ nó mới chạy ra xách cái ghế cho ngồi lên, khiêng ra tới taxi một cái là bỏ xuống một cái là gãy cái ghế luôn. Bảo vệ kêu chết cha rồi, ngày mai em đền luôn cái ghế này nữa nè. Vô mình nghĩ mình kêu mình là sao mà mình quen vậy rồi không biết sao này rồi sao ta. Đúng rồi, cái mà nhậu gì mà nhậu ghê. Về nhà là nguyên đêm bỏ đó, là em định bỏ đi về. Nhưng mà là ở trên tiệm của một mình thôi. Em phải gọi điện cho mẹ là chắc hôm nay không về được. Ở lại cho mẹ. Em ở lại tiệm với cô này. Dạ đúng rồi, ở lại tiệm. Sao nữa? Chứ là ngồi canh cổ ngủ thôi đúng không? Không phải canh cổ ói. Một đêm đó là ói mấy lần luôn. Rồi, sao cái ói đó? Sao cái ói đó là mình thấy thương. Thương là tại vì lúc trước khi đó là cũng có kể là ba mẹ đã mất sớm. Bây giờ một mình nên làm là tự từ lúc làm công nhân cho tới lên giờ mở tiệm rồi làm là tự một mình cánh chim, không ai giúp cả. Rồi sao cái thương đó, rồi sao nữa? Sao cái thương đó là em thấy thương mà vừa tội. Là em thích á, thích cái tính là tự lập. Nhà mở lần thứ năm á em mới thấy vậy á, cái mới dẫn về nhà. Được cái là vợ em á là nó không có ba mẹ, nhưng mà được cái lễ phép rồi là sao lạc đề hay sao á. Cái vụ mà cái vụ kia kìa, tại chưa tối hả? Chưa tối rồi, bây giờ mình chưa tối giai đoạn đi. Lúc mà vô khách sạn á, lẹ cái lần á, em vô khách sạn á hả? Dạ. Ủa anh đâu có nói gì đâu. Chưa hỏi luôn á. Rồi bây giờ anh nói luôn đi. Được rồi đó. Lúc đó là kiểu anh chở về ăn cơm xong rồi đi vòng vòng Sài Gòn chơi. Rồi anh chở vô chỗ cái khu đại học Thủ Đức á, mà lúc đó quán xé nghỉ hết rồi. Chở tới trước cái quán cà phê nghỉ, đắt tiền đó thui à. Xong không có đứng không đè đầu không hôn em luôn. Thế sau em mới nói là tự nhiên giữ đường giữ xé với ôm hôn mẹ, thôi vô khách sạn đi, thế xong rồi anh kêu vậy thì vô khách sạn tiếng rồi về, tại vì mẹ ở nhà có mình à. Em kêu vô một đêm thì vô không thôi đi về chứ không đi vô một tiếng là Linh nói gì luôn. Dạ. Sao tâm đâu ra đó mà tự nhiên đi vô xong tiếng đi ra. Anh kêu vô khách sạn nói chuyện thôi, tâm sự ôm thôi chứ không có làm gì hết á. Là anh nói. Dạ đúng rồi. Linh không chịu không, em kêu là vô khách sạn. Vô là phải làm. Đúng rồi. Bé tính cáo tính luôn. Xong rồi, anh quay qua anh ôm em. Anh ôm em cũng để cho anh ôm. Mày thấy ôm không làm gì hết vậy. Em nghĩ, trời ông này chắc cũng có vấn đề trong này. Nghĩ xem bé 6, 7 tuổi rồi mà chưa có vợ mà vô nó khách sạn nằm ôm gái không làm gì hết. Một hồi cái ngủ ngáy khọt khọt, nằm xíu là ngáy. Trời ơi, càng nghĩ nữa. Mà em thì em ngủ không có được. Khoảng 2-3 giờ sáng á, ngủ mất tiêu cái em nằm khều. Khiều cái xong dậy cũng là xíu xong rồi ngủ cái sáng về. Sao gọn lẹ vậy, khuya đó 2-3 giờ mà cổ không khều của em á, chắc là em ngủ tới sáng rồi thì chưa chắc có cái cuộc hôn nhân này. Dạ đúng rồi. Trời ơi, xem bao giờ còn có đàn ông vậy, trời thấy hiền. Hiền lắm luôn. Hôn nhân có cái chuyện kia đi chị. Vô hôn nhân là chắc chắn là cặp này phải nhiều thay đổi nè. Nhưng ảnh không có tật xấu gì đúng không? Dạ. Em thì em tật xấu vô kể luôn. Tật xấu của Sơn thì kể sơ coi. Dạ. Có cái gì mà em chưa vừa lòng không? Hay cầm ràm. Ví dụ có những cái chuyện cầm ràm coi. Dọn dẹp nhà là bà cầm ràm hả? Thứ hai nữa là em bệnh đồ không uống thuốc, không uống ràm chứ. Em mong muốn anh thay đổi gì? Dạ thì anh giữ nguyên cái phong độ thương em, chiều em như hiện tại á. Không cần thay đổi luôn. Dạ không cần thay cho đổi nữa. Cầm ràm đúng luôn, rồi. Giờ tới Sơn. Dạ giờ em thì có làm đâu là để đó. Ở dơ nữa, bừa bộn là cứ làm đâu là để đó, là em dọn xong rồi đi vô xong đi ra là thắng vậy, vẫn thấy vậy luôn. Em cũng gọn gàng lắm nhưng mà cái tội ràm hoài, em ghét em quầy đó cho dọn vậy đó là chướng đó hả? Rồi lòi thêm cái tật xấu nữa đó, chướng. Tính em vậy á, càng nói em càng làm. Cái nữa là vợ còn nhậu không? Còn nhậu, không nhậu rồi thôi, nhậu rồi vô là phải nằm tại bàn luôn mới chịu về. Mà phải chèm bẹp đó, phải chèm bẹp luôn á. Thì tật xấu nữa là hay kiểu như là nóng tính á, mà mỗi lần mà nóng tính là hay có con á, hay quýnh vô con. Hay trộn lên con hả? Cái đó là mình không
không có được ha. Đúng rồi. Đúng à. Cái này là mình anh không nên. Dạ. Tội nghiệp bé lắm con. Có nhiều cái lắm nhưng mà mấy cái đó là em thấy là nên sửa lại. Tức là em mong muốn thay đổi một lượt ba cái đó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Dạ. À bây giờ sẽ là phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son như sau. Trước tiên đó chính là một miếng cước từ nồi. Và món quà thứ hai đó chính là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt thiết kế kính âm độc đáo giúp an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng nè, chắn mưa nè, che khói bụi nè và ẩn vào thân mũ khi cần. M139 an toàn, thời trang và tiện lợi. Và món quà thứ ba đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Foods, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon toàn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và món quà thứ tư đó chính là Enterit với dòng sản phẩm Liên Ấp Collagen, giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Liên Ấp Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa, có thành phần collagen thủy phân từ cá dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Bây giờ chúng mình đến cái phần kiểm tra hiểu ý. À, các cặp vợ chồng các bạn đau lưng lại nhau đâu nha. Đau lưng lại, đau lưng. Nghe câu hỏi của tôi nha. Nghe nghe. Nếu được chọn một năng lực sau đây, bạn nghĩ vợ bạn sẽ chọn một năng lực nào? Một là nhìn xuyên vạn vật. Hai là đoán ý người khác. Ba là khả năng bay lên cao. Rồi chưa? Mời hai vợ chồng Sơn đoán ý người khác, đoán ý người khác. Đấy chưa? Luôn. Đó. Rồi hai vợ chồng. Coi. Ba, đoán ý người khác, đoán ý người khác. Rồi. Đoán cái này ai cũng thích hết trơn á. Và như vậy với đáp án đoán ý người khác, cả hai cặp vợ chồng đều trùng đáp án. Cho nên chính vì thế mời hai anh chồng bước lên nhẹ một cái. Rồi nhìn nhau, đánh tù xì với nhau. Ai thắng thì được chọn trước. Nha. Quảnh tù xì. Rồi thắng rồi. Rồi. Một phát một ra quân là thắng mời liền. Mời hai vợ chồng Kirun. À, chọn trước đi màu nào. Màu yêu thích ha. Ừ. Màu vàng. Hai vợ chồng Sơn. Em thích màu hồng. Chị màu gì? Chị màu đỏ đi. Được. Ok tôi màu xanh. Rồi. Một, hai, ba. Trời ơi tôi lên bà nội nữa sao. Rồi mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. Một, hai, ba. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng Sơn đã nhận được phần quà. Đó chính là dòng sản phẩm Liên Ấp Enterit giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Và chúc mừng hai vợ chồng Kirun nhận được phần quà, đó chính là cặp mũ bảo hiểm M139. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt chương trình, xin cảm ơn hai cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện gia đình thật là ý nghĩa. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. We'll be right back.